Hello, Mỹ Ô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng ô tô của anh Phong để cập nhật cho anh chị các bạn mình những mẫu xe bên cửa hàng còn khá là nhiều nè anh chị. Và hôm nay mình đồng hành với anh chủ cửa hàng nha. Dạ, chào anh. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì trong video này mình với Mỹ sẽ cập nhật lại cái món xe mô tô phân khối lớn. Thì anh em yêu quý đến trước nào thì cứ alo nha. Chắc là mình dạ. Sẽ báo dài từ đây vào đi. Từ Z1000 đầu tiên. Tâm nha. Ơi, Tâm, khép cái cửa cho anh ấy Tâm. Chắc báo hàng Z1000 này trước. Trước này thì nó là 2018, biển số 48 của Đắk Nông. Nó là xe đi được 9.800 cây, xe zin hết. Con này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá là 255 triệu. Bốn máy nghe cực kỳ phê luôn anh chị các bạn. Ở đây thì nó cũng là 2018 mà nó là bản R thì nó mắc hơn chút. Bản R này nó đi được 12.000 cây, biển Cà Mau. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 275 triệu. Anh chị các bạn mình nếu mà ở xa thì cần xem xe chi tiết rõ ràng hơn có thể liên hệ qua số em có để trên màn hình anh chị. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp và ship xe ở xa nha. Ok, dạ dạ. Con này màu cam đen này. Con này cũng là 2018 mà nó đi 16.000 cây. Thì chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá nó là 245 triệu. Biển số Đồng Nai. Dạ. Còn con bên đây thì nó đi được 28.000 cây, xe 2016. Chiếc này thì mình đang giảm xuống còn 225 triệu. Anh em mình xuống phần dưới này. Đấy, video này quay đủ các mẫu thể loại luôn nha anh chị các bạn, chịu khó xem nha. Đây, con màu đỏ này nó là CBR 650F. Nó là xe 2018, biển số An Giang. Đi 8.000 cây. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá là 145 triệu. 4 máy. Xe còn khá là sạch đẹp liền lạc anh chị. Xe zin hết, nó chỉ có đi cái bát đút gầm thôi. Đây còn đầu là nguyên bản hết. 4 máy nha anh em. Rồi, tiếp theo. Con này thì nó là Z1000 đời 22. Con này thì đang giảm xuống còn 115 triệu. Con này thì máy zin nhưng cái dàn ngoài thì có sơn dọn lại rồi. Tại vì xe nó là đời thấp, đến giờ nó 11 năm rồi. Mẫu này thì nếu mà các bạn mua trả góp được không anh? 115 triệu à? Hiện tại thì bất kể là xe gì đi chăng nữa thì ngân hàng cho vay hết khung cũng chỉ được 50 triệu thôi. Dạ. Ví dụ như chiếc đó thì anh em cần phải trả trước là 65 triệu. Đấy. Hay chiếc cao tiền hơn này thì mình sẽ trả cái mức cao hơn. Đấy anh chị. Tại vì ngân hàng cho số lượng dây rất là ít luôn anh chị. Tối đa 50. 50. 50 à. Chiếc này thì nó là xe 2018, nó là Z9. Đi được khoảng gần 20.000 cây. Chiếc này thì mình đang giảm xuống còn 165 triệu. Nó là biển số Đồng Xoài của Bình Phước á, thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế trước bạ thôi. Giá chính hiện tại còn 1 chiếc à? Còn 1 chiếc. Anh em mình có quan tâm dòng xe nào nhanh liên hệ qua số trên màn hình để được cọc xe cửa hàng giữ xe lại cho anh chị Hoàng mình nha. Rồi, bên này nó là Trident 660. Chiếc này thì nó là xe 2021, biển số Sài Gòn, đi được 8.000 cây. Thì với cái chiếc này sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 180 triệu. Dạ. Đi 8.000 cây. Mẫu này là 3 máy nha anh em nha. 3 máy. Xe còn rất là mới luôn nè. Anh em mình xuống dưới nhé. Đèn led luôn anh em. Rồi, tiếp theo xuống bên dưới. Dưới đây thì mình có dòng Z800. 4 máy mà Z800 thì cái mức giá của nó rất là mềm. Mềm nhất hiện tại nó là 110 triệu. Hôm nay hình như là Z8 mình về hơi nhiều ha. Về thêm. Chứ bữa trước bán thì còn có hai con này ở lô cũ thôi. Còn đâu mới về hết. Đây. Con này thì nó là 2015, tháng thường, chưa ABS. Biển
số 43 của Đà Nẵng. Thì con này mình đang bán là 110 triệu. Tất cả những cái giá xe này mà bán cho anh em đều bao rút hồ sơ. Anh em chỉ sẵn để là đăng ký ra tên thôi. Giá là bao rút hồ sơ rồi. Đấy anh chị, chiếc 8 hiện tại là hơn 100 xíu à. Muốn là cửa hàng mà hỗ trợ thêm về vấn đề ra biển số và cà vẹt thì tính thêm chi phí. Chiếc này đang câu bình sạc không? Con này thì nó là thắng ABS, xe 2015 biển 76 Quảng Ngãi. Con này thì nó chạy khoảng cỡ ngoài 30.000 cây. Thì chiếc này sẽ để cho anh em là 118 triệu thắng ABS. Bản này là bản ABS mà có 118 anh em. Yeah. Rất là mềm luôn nha chị các bạn. Đối với giá 8 hiện tại nha. Anh em nào quan tâm mạnh dạn liên hệ qua số trên màn hình để được cọc xe nha anh em nha. Rồi. Chiếc này thì đồ chơi nó cũng có sơ sơ, trợ lực trợ nhức rồi chống đổ bô bọng. Nó biển số 63 của Tiền Giang. Chiếc này sẽ để cho anh em là 125 triệu. 125 dán góc đấy hoặc góc bên này được này quyền đèn nhắm. Ở đây đèn cam. Yeah. Rồi tiếp theo nè, giá 8 hiện tại thì tha hồ anh em mà lựa luôn nha. Còn này, con này hết bình. Con này thì nó cũng là 25 tháng thường. Con này biển số 49 Lâm Đồng, chạy hơn 30.000. Con này sẽ để cho anh em là 117 triệu. Rồi đấy. Giá 8 đây còn con nữa. Hiện tại hơn 100 xíu là anh em mà có giá 8 đây rồi nè. Con này nó là 25 tháng ABS, biển số 77 của Bình Định. Chiếc này sẽ để cho anh em là 125 triệu. Như có chiếc này là như là cao nhất nè anh em. 125 là cao nhất, 8 là cao ABS nhất. Rồi, bên đây thì mình có dòng Z650. Z650 thì nó là xe 2018 biển An Giang, đi 9.500 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em là 115 triệu. 115. Rồi, Z650 hai máy anh chị. Bên đây thì có Z4. Z400 xe 2022 mà nó chạy đến 20.000 cây, biển số Sài Gòn. 2022 mà cũng chịu khó đi, đúng không? 19.878 cây. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 88 triệu biển Sài Gòn. Còn bên này là đúc 390 2019. Đi 34.000 cây. Biển số thủ đô Hà Nội. Biển thủ đô này thì sang tên thì đâu đóng 1% thuế thôi. Chiếc này thì mình đang giảm xuống còn có 80 thôi. 80. Kính đâu còn đầy đủ hết nha anh chị ha. Xe sạch đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo thì xuống bên dưới nha anh chị. Ở đây thì có dòng Honda Rebel 300. Rebel 300 này thì rẻ nhất là 78 triệu. Con trong này rẻ nhất. Nó là xe 2019 biển Gia Lai. Con này nó chạy được khoảng cỡ trên 20.000 cây. Con này bị tua đồng hồ. Con này như chủ trước ta có lên cái đèn LED, đèn LED. Anh chị. Đấy, đồng hồ con này bị tua xuống còn có 8.299 cây. 78 triệu. Rồi, con bên đây thì nó là 2020 biển Bình Dương. Con này thì nó chạy có 1.000 cây thôi, thì độ mới nó không cần phải bàn cãi rồi. Chủ phố anh em sang tên thì đâu cũng đóng 1% thuế. Con này thì đang giảm xuống còn 90 này nè. Xe nhập Thái Lan nha anh chị các bạn. Đèn halogen ha. Rồi bên đây thì nó là biển số 72 Vũng Tàu, xe 2019. Con này chạy 15.000 cây, nó có độ thêm cái bô dưới kiểu ạc lay anh chị. Chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá là 82 triệu. 82 triệu. Rồi. Rồi bên đây là biển số 86 Bình Thuận, xe 2021 chạy 2.000 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá là 92. Chín hai triệu.
Rồi, đó. Ok nha anh chị ha. Tiếp theo là chiếc này biển số này. 71 Bến Tre đang rút hồ sơ. Nó là xe 2020. Chạy có 1600 cây thôi. 1600 cây thì chiếc này đang giảm xuống còn 89 triệu, 89 triệu. Đó, bên trong nè anh em. Trong này mình có beo 500 nữa. Con này thì nó là 29 biển Lâm Đồng. Biển Đà Lạt á, thì anh em sang tên về đâu cũng đóng 1% thuế. Hết bình. Đi 18.000 cây. Con này đang giảm xuống 115. Và 500 thì hiện tại còn có một chiếc duy nhất nha anh em. Hai cổ bô. Rồi, tiếp tục xuống bên dưới nha anh chị ha. Rất là nhiều mẫu nè. Xe mới về hôm nay thì có hai con thôi. Hai con R15 cả. Chiếc này thì đi 7.000 cây, biển số Sài Gòn, xe 2020. Con này thì xe để cho nhà 42 triệu. 42. Xe mới về nha anh chị ha. R15 thì hiện tại thì phía trên lầu còn nhiều nha anh em. Giá thì thấp nhất là như là ba mấy anh? 33 triệu. 33 là có R15 anh em. Mà bữa nay cao nhất con đó 42 triệu cao nhất. Dạ. Con này thì đồ chơi nó quá nhiều. Anh em nào thích xe zin thì có xe zin và xe đồ chơi như này, có xe đồ chơi. Con này thì lên rất nhiều đồ chơi. Lên đĩa đôi rồi là tóm lại là nó vàng khè hết cả xe. Anh em cứ nhìn qua đánh giá nhé. Như giờ đọc đồ gì nhiều lắm, mỗi thứ tí. Bảy màu anh chị ơi. Đây. Hai cái đĩa trước nha, rất là đẹp luôn. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá 38 triệu. Xe 2019 đi hơn 40.000 cây. R15 này nếu mà mua trả góp càng trả trước nhiều anh ha. R15 thì anh em trả trước khoảng 10 triệu góp được. Dạ. Cái con này cũng là cái con xe mà mình bán cho anh em từ năm ngoái, mà năm ngoái nó đến năm mấy triệu, gần 60. Đấy. Mà đến năm nay nó chỉ còn 38 thôi. Anh em giờ lên đồ chơi quá trời luôn chị ơi. Đây. Đó. 38 triệu là anh chị các bạn mình rước nguyên chiếc xe này về luôn á. Đồ chơi tặng cho anh chị các bạn mình luôn. Mình ra đây nữa. Rồi, ra đây còn một lô xe phân khối lớn nha anh chị. Z300 thì hiện tại còn 2 chiếc. Chiếc này đang giảm xuống còn có 58 thôi. Xe 2017 biển Huế. Con này nó cũng phải chạy khoảng cỡ ngoài 40.000 cây. Z3 khá là mềm nha anh em. Con đây đang giảm xuống còn có 60. Nó là biển số 84 Trà Vinh. Chạy 33.000 cây. Ninja 3 thì đang giảm xuống còn 65. Xe 2017 biển Biên Hòa Đồng Nai. Chạy 28.000 cây. 65 triệu. Thế tầm tiền như này anh em mua trả góp thì trả trước khoảng cỡ 20 góp được. Dạ. Anh em mình có phân khối lớn mà đi vậy. R3 thì có 2 chiếc đồng giá là 60 triệu một chiếc. Con này biển số 70 Tây Ninh. Hai con đều chạy trên 40.000 cây hết bình với đây. Và con đây biển Sài Gòn. Hai con đồng giá 60 triệu một con. Anh em mình có quan tâm dòng xe nào nhanh liên hệ trong dịp này nha anh chị các bạn. Giá rất là mềm luôn anh em ơi. Chưa có năm nào rẻ như năm nay. Yeah. Cặp su 250 này thì cũng đang giảm đồng giá còn 60 triệu một con. Đấy. Nó xe, đều là xe 2023. Xe này mới lắm. Hai con đều chủ phố hết. Một con là biển số Bình Dương. Con này thì chạy 2.800 cây. Anh em mình xem cái kênh em á, theo dõi thì cũng đã biết ha. Xe này nói chung khá là lâu rồi anh chị các bạn. Nằm ở đây tốt luôn nè. Con đấy còn đỡ, con này nằm mới lâu này. Dạ. Nằm cái lúc mới về nó đến 82 triệu mà giờ này giảm xuống nó chỉ còn có nhiêu? Còn có 60. Xả lỗ. Con này đi có 1.300 cây. Xe hãng Suzuki đàng hoàng nha anh chị. Không phải là xe tầm 7. Su 250. Đó. ABS đầy đủ. Đó. Nhưng mà dòng này thì nó lại 250 nhưng có một máy à? Một máy. Một máy. Nếu mà nó được 250 mà nó hai máy như mấy con CBR 250 thì giá nó lại sẽ cao hơn một chút. Dạ. CBR 250 thì còn hai con. Con này thì nó chạy khoảng gần 30.000 cây. Nó là thắng nó là 2019. 2019 biển Quảng Nam thì chiếc này đang có giá là 80. Còn con bên đây thì nó là biển Gia Lai đi 9.000 cây. Con này thì đang giảm xuống còn 90 triệu. Honda CBR 250 nha anh em. Rồi, tiếp theo là Ninja. Ninja 4 thì hôm nay còn là hai con.
Hôm bữa có 3 con mới bán con. Con này thì giá đang giảm xuống chỉ còn 85 thôi. Biển số 43 Đà Nẵng. Đi ra 4 giờ 85 triệu có xe. Nhưng con bữa này chạy được khoảng cỡ gần 30 ngàn. Bữa nó tới 92 rồi anh em. Đúng, đang xả. Con này thì giảm từ 95, bữa nay còn 89. 89 luôn rồi. Xe màu còn rất là đẹp luôn anh chị. Xanh xám xi măng. 29 chủ phố đi được 24.000 cây. 89 triệu. Đây thì Ninja 650 thì đang giảm xuống còn 115. 115 biển số Sài Gòn, xe 2019 đi được 7.117 cây. 650 là nó có hai cái đĩa trước không anh chị? Đúng rồi. Nó đĩa đôi, trước đi đĩa đôi. Rồi, ok. Tiếp theo. Ở đây thì có mấy cái con dáng cổ điển. Vulcan 650. Vulcan 650 này thì nó là xe 2018 đang bọc keo. Độ bô nhưng con này thì bọc keo nhưng bị một cái lỗi nhỏ, cái bình xăng này nó móp nhẹ một tí. Móp. Yeah. Cái này anh em phải nhìn thực tế, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Còn bình thường nếu mà mình quay video thì không thấy được. Chạy 20.000 cây mà giá rất mềm, giá của nó sẽ để cho anh em là 135 triệu. Đó. Bên đây thì có VTX 1300. Chiếc này thì nó là xe 205. Xe 205, xe thanh lý hải quan. Xe thanh lý hải quan thì vẫn rút hồ sơ và sang tên bình thường nhé. Yeah. Bên cửa hàng vẫn bao rút hồ sơ cho anh em. Và con này thì mình đang giảm xuống còn 210 triệu. 210. Đúng. Hầu như là chiếc này giảm tới 19 triệu luôn anh chị. Trước là tới 229 à. Rồi. Bên đây thì có Harley Davidson thì có 3 con xe cổ. 3 loại. Iron 883 đồ chơi rất nhiều, chạy mới có 2.000 cây thôi. Xe 2021 biển Sài Gòn thì chiếc này đang giảm xuống còn có 290. Đang xả xuống còn 290. Giảm đến 19 triệu. Nó còn. Rồi, bên đây thì nó là bản HD 48, chạy 443 cây, xe 2020. Xe nó là biển số thành phố Vinh, rút sẵn hồ sơ rồi. Anh em chỉ sẵn về ra tên thôi. Và con này thì mình đang giảm xuống còn 380. Con này là 1800cc, nó là xe 2022. Đi được 188 cây. Vi đông nó cao nè anh em. Đấy. Con này thì không khác cái xe mới cả, đang giảm xuống còn 515 triệu. Cho từ hầm hố luôn này. Con này thì phải nói là xe mới sao thì nó thế, đó, biển 70 Tây Ninh. Thế thì anh em mà quan tâm đến chiếc nào thì cứ alo. Còn những cái dòng xe khác nữa mình với Mỹ sẽ cập nhật cho anh em vào video sau. Và xin chào anh em. Cảm ơn anh. Đấy. Ngoài ra thì bên cạnh cửa hàng còn rất là nhiều mẫu xe khác nha anh chị các bạn. Cũng như là 150 á, ở phía trên khu vực phía trên lầu anh em. Mình có quan tâm dòng xe nào trong clip này không có quay á, có thể trực tiếp liên hệ qua số trên màn hình giúp em, cũng như là để lại bình luận bên dưới nha. Clip sau em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình mẫu xe đó nha. Và em xin kết thúc video tại đây nha anh chị các bạn. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.